Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối Chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo dấu đơn thư của công dân, chúng tôi có phóng sự phản ánh thư cảm ơn các cấp, chính quyền địa phương của nhân dân hai xã Hồng Tiến và Tân Châu, huyện Khoái Châu. Cuối chương trình, mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối thông tin giữa công dân với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian vừa qua, Ban biên tập Hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được thư cảm ơn của công dân hai xã Tân Châu và Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đối với các cấp chính quyền địa phương. Nội dung thư cảm ơn đại diện mấy trăm hộ dân ký tên và nội dung thư gửi lời cảm ơn sâu sắc khi địa phương được nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây mới một số công trình công ích, một số tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện đi lại và cũng là điều kiện tốt để lưu thông hàng hóa, nông sản, tạo điều kiện tốt cho đời sống nhân dân. Theo dấu thư cảm ơn của công dân, nhóm phóng viên chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình đã về thực tế tại địa phương và có phản ánh sau. Theo dấu thư của công dân, phóng viên có buổi trao đổi với một số công dân xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Công dân cho biết, Tân Châu là xã ngoài đê sông Hồng, ngành nghề phát triển chủ yếu là làm nông nghiệp, đường giao thông xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Ngày trước cứ tự gọi với nhau đây là con đường đất. Nên nó là con đường đất, sống quá khổ ở chỗ này là nắng thì bụi, mưa thì sân nhà đầy bùn đất. Các phương tiện giao thông thì đi lại rất khó khăn. Chúng tôi ở cái vùng sâu, vùng xa, không thuận tiện về vấn đề giao thông. Được đảng, chính quyền các cấp đã xây dựng cho chúng tôi cái tuyến đường DH51 bằng vật liệu cứng bê tông, thì chúng tôi mặc dầu đến giờ này chúng tôi suy nghĩ rằng đến giờ này con tuyến đường này cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được là quá phấn khởi. Xã Tân Châu có rất nhiều khu vực, nhiều xóm đã tổ chức liên hoan mừng khánh thành đường. Năm 2024, từ nguồn vốn của nhà nước xây dựng nông thôn mới, đoạn đường DH51 chạy dài hơn 6 km, được đổ bê tông, trong đó qua xã Tân Châu là hơn 3 km. Khi con đường hoàn thành, việc đi lại của bà con được thuận lợi. Cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhân dân đã có thư cảm ơn gửi tới các cấp các ngành của huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên. Thực ra chúng tôi đi một cái đám mà, đây là chúng tôi rất là vất vả. Con đường thì đất, đặc biệt là những cái lúc trời mưa. Thì đến nay chúng tôi thật sự là cảm ơn Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp đã làm cho chúng tôi con đường DH51 và vừa rồi là chúng tôi cũng đã viết cái thư cảm ơn gửi cấp trên là đại diện, trong đó có đại diện của nhân dân, đại diện của chính quyền địa phương và trong đó có rất nhiều đảng viên. Cùng với những lời cảm ơn, những ý kiến đại diện bà con nhân dân xã Tân Châu còn mong muốn được nhà nước đầu tư cải tạo thêm một số tuyến đường liên thôn liên xã, một số công trình công ích của địa phương. Trong thời gian tới thì tiếp tục là được sự quan tâm của tỉnh, của huyện để thi công cái tuyến đường DH52 từ quán Hàng Táo đến bến đò Tân Châu. Và cái tuyến thứ hai là cái tuyến là như chúng ta đang đứng ở tại đây là từ cổng ủy ban xã đi ra ngã ba Bà Vừng. Và một cái công trình nữa là trường tiểu học xã Tân Châu với 9 phòng học và các cái hạng mục phụ trợ khác. Thì sau khi mà từ đây cuối năm và sang năm, nếu các công trình này mà hoàn thành thì là cái bộ mặt nông thôn của xã Tân Châu sẽ thay đổi khang trang sạch đẹp. Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Tân Châu rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã quan tâm trong thời gian qua. Đây là những hình ảnh phóng viên chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên ghi lại khi về phản ánh đơn thư của một số công dân thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu vào trung tuần tháng 11 năm 2023. Nội dung đơn thư công dân cho rằng năm 2020, tuyến đường từ đình làng Cao Quán đến trường tiểu học xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu do nhân dân đóng góp tiền để tôn tạo nâng cấp. Nay dự án bán đất giãn dân do Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu làm chủ đầu tư đã không làm đường gom, đưa đường đi của thôn vào dự án. Được biết, qua quá trình lập kế hoạch xin chấp thuận quy hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu đã triển khai các bước quy hoạch dự án theo đúng các quy trình quy định của pháp luật. Đến nay, dự án đầu tư khu dân cư Cao Quán xã Hồng Tiến được giao gần 39.000 ha. Hiện dự án đã và đang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đầu tháng 6 năm 2024, Ban biên tập hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục nhận được thư của đại diện công dân xã Hồng Tiến. Nội dung đơn thư không phải là kiến nghị phản ánh, mà nội dung đơn thư là cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành đã tạo điều kiện đầu tư cho xã Hồng Tiến, các công trình điện, đường, trường, trạm, phát triển, bộ mặt nông thôn thay đổi rất nhiều. Thời gian nhà nước thu hồi đất ấy, thì cũng có một số bà con bị lôi kéo xúi giục. Nhưng mà sau quá trình công trình đã được hoàn thành thì nhân dân chúng tôi cũng biết được cái lợi ích về, thứ nhất là về cái môi trường, thứ hai là về không gian. Nếu mà có được tiếp tục có được những dự án như thế này thì nói chung nhân dân chúng tôi rất là hưởng ứng. Đây là khu chân mạn, thế là vì ô nhiễm môi trường để được dự án về là coi như làm cho thôn chúng tôi được xanh đẹp và rất là phấn khởi. Bây giờ thì có cái dự án thì nhà nước thu hồi đất để chuyển đổi sang cho dân làm nhà. Thế trong quá trình thì nó cứ lợi trước mắt là công dân thôn Cao Quán hưởng là chính. Thứ nhất là cái môi trường hết bảo đảm, không bị ô nhiễm. Vì trước cái đây là toàn nước đọng đây khoảng mười mấy năm nay rồi. Cơ sở thôn Cao Quán thì mới có một số cái tuyến đường khoảng hơn chục mẫu nữa trên kia. Viện này vẫn bỏ hoang. Cũng đề nghị thôi là các cơ quan chức năng của nhà nước thì để cũng lại làm như thế này cho dân tôi đỡ ô nhiễm môi trường. Sau khi ghi nhận ý kiến công dân tại khu dân cư Cao Quán, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã và ông Đỗ Xuân Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu cùng một số công dân. Năm 2022, 2023 thì đối với Hồng Tiến như một đại công trường. Có 7 dự án để đang thực hiện với các cái công trình phúc lợi như là các đường trục chính của các thôn cũng như là các cái nhà văn hóa thì từng bước chúng tôi đang hoàn thiện dần. Để làm sao là đáp ứng các cái tiêu chí để nông thôn mới nâng cao cũng như nông thôn mới kiểu mẫu. Thì tiếp tục thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao là được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện và ủy ban xã, là được sự đồng thuận của nhân dân, hiến đất cùng với nhân dân để nhà nước và dân cùng làm, để làm các tuyến đường trục chính. Trước thì cái tuyến đường thì nó chỉ rơi vào 3 mét thôi, nhưng bây giờ là mở rộng đều 7 mét. Và quan điểm của Đảng ủy ban là tất cả các tuyến đường trục chính của các thôn nếu được nhân dân đồng tình hiến đất là mở rộng tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, những lá thư cảm ơn của đại diện nhân dân được trao gửi các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng phần nào đã tạo được nhiều thiện cảm, xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân với chính quyền. Qua đây, thể hiện được niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở. Thiết nghĩ, nếu ở đâu, địa phương nào cũng có sự tin tưởng của nhân dân như xã Hồng Tiến, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, thì mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ củng cố niềm tin của nhân dân và cũng sẽ huy động được sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư công dân Trần Thị Hiền, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân Nguyễn Quý Đạt, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Đức Đại, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Lê Dương Ninh, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Hằng Hải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân Bùi Mạnh Đài, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Bùi Ngọc Úy, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Giang Thị Hường, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng và công dân, sau khi nhận được đơn thư công dân, Ban biên tập hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ xem xét nội dung và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, Ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.